Tiên thì có hơi chút băn khoăn là có nên tham dự hay không. Trước khi buổi hội thảo này, tôi khá là hoang mang trước khi tiếp cận những đối tượng mà mình chưa từng gặp bao giờ. Ôi, những kiến thức thực tế tôi học trên sách vở trong luật chưa bao giờ được áp dụng thực tế. Với cái lượng kiến thức mà đã học trên giảng đường thì chưa phải là quá nhiều, thì cũng đem lại nhiều sự lo lắng cho chúng tôi khi bắt đầu dự án. Không biết là cái khả năng của mình có thể thực sự đem đến những cái giá trị như thế nào đến cho người lao động. Tôi nghĩ rằng đây là một cái chương trình rất sáng tạo, rất có ý nghĩa và rất thực tế đối với các em sinh viên trường Đại học Ngoại thương nói riêng và đối với cả những đối tượng là người lao động làm việc tại những khu công nghiệp, là những người mà các em sinh viên sẽ xuống làm việc, sẽ tìm hiểu xem cuộc sống gia đình của họ ra sao và nhu cầu pháp lý của họ như thế nào. Chương trình này sẽ giúp cho các em sinh viên ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường đã có được tiếp cận với thực tiễn. Và điều này sẽ giúp các em không chỉ cảm thấy cái công việc học của mình có ý nghĩa hơn và sau này sẽ trở thành những luật sư trong tương lai và giúp ích cho cộng đồng tốt hơn. Còn đối với những người dân mà được tiếp xúc như vậy thì họ đôi khi họ không nghĩ là mình có một cái nhu cầu pháp lý gì, họ không nghĩ là mình có những quyền được bảo vệ. Và qua cái chương trình này thì họ được tiếp cận với các em sinh viên thôi, giản dị thôi, nhưng cuối cùng họ lại bộc lộ ra được những cái điều mà mình cần cho cuộc sống của mình, và chỉ một hay hai lời khuyên nhỏ thôi có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời họ sau này. Đây là một cái điểm khởi đầu cực kỳ tốt và hy vọng rằng nó sẽ tạo ra một cái mô hình để nhiều trường đại học khác sẽ cố gắng để thực hiện được theo cái mô hình như thế này. Cái buổi hội thảo này thì sẽ giúp chúng tôi có những kỹ năng, ví dụ như là tiếp cận linh hoạt hơn với cộng đồng ở Bắc Giang, hơn thế nữa là cái chuẩn bị những cái kỹ năng cần thiết để làm sao có thể phục vụ được cách hỏi đáp thông tin, thu thập thông tin hay là xử lý thông tin sau này để cho phục vụ cho cái project của chúng tôi làm. Sau buổi thảo này rất nhiều thứ được làm rõ ràng hơn. Cụ thể như là chúng tôi biết được rằng là những cái gia đình đó, những cái con người đó họ có những hoàn cảnh sống khác chúng tôi như thế nào, cũng như những kỹ năng rất cần thiết như là kỹ năng lắng nghe, kỹ năng ghi chép hay là kỹ năng đặt câu hỏi, và cuối cùng là phải đạt được cái mục đích
cuối cùng của mình. Khi tham gia dự án này thì chúng tôi cảm thấy rất là vui, tại vì đây là một cơ hội rất tốt, rất hữu ích cho sinh viên có thể tiếp cận đến các vấn đề thực tế. Thông qua hội thảo này thì tôi cũng đã học được rất nhiều kỹ năng từ các luật sư, những người đã có kinh nghiệm gặp gỡ và tiếp xúc với những khách hàng, cả những người là người lao động nữa. Thì từ đó thì có thể biết được cái cách đặt câu hỏi, cách gợi mở để người lao động có thể tin tưởng mình hơn, có thể chia sẻ những vấn đề thực chất của người ta trong đời sống. Đối với sinh viên của tôi thì rõ ràng là sự song pha, là sự trải nghiệm bao giờ cũng rất là hấp dẫn. Riêng đối với ngành luật thì trong cái quan trọng nhất đấy là thực tế, kiến thức thực tế và thực hành. Thì rõ ràng là hoạt động này hoạt động mà nó đáp ứng toàn bộ những cái mong muốn đó. Tôi cũng hy vọng là qua những gì mình đã học được từ trên giảng đường và qua buổi hội thảo hôm nay thì có thể đem lại một phần nào đấy những kiến thức pháp luật cơ bản nhất cho những công nhân ở khu công nghiệp và có thể nhận định được cái vấn đề của người ta, thì ít nhất là những mục tiêu cơ bản của chương trình có thể để hoàn thành được. How to listen? You'll be able to identify